Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách. Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị kỳ tô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Lời Kinh và Ý Nghĩa tập 2, tác giả Nữ Tu Maria Teresa Bùi Thị Minh Thùy. thưa quý thính giả giáo lý hội thánh Công giáo xoay quanh bốn trục chính là tuyên xưng đức tin các bí tích đức tin đời sống đức tin kinh nguyện trong đời sống đức tin nền tảng giáo lý này thể hiện bốn chiều kích nguồn mạch của đời sống Kitô hữu là tin cử hành cầu nguyện và sống có hai hình thái thể hiện nguồn mạch một là cử hành việc phụng tự chính thức của giáo hội hai là thực hành lòng đạo đức bình dân các kinh chúng ta đọc được soạn từ nhiều đời từ khi các nhà truyền giáo đặt chân lên đất Việt cho đến hôm nay và còn nối tiếp qua dòng lịch sử giáo hội. Đó là nền tảng và là kho tàng đức tin được trình bày cách cô động. Đồng thời, đó cũng là hình thái đơn sơ, dễ dàng giúp biểu lộ lòng tin, một cách thế thể hiện lòng đạo đức bình dân. Suốt mấy trăm năm, lịch sử các kinh đã nâng đỡ và nuôi dưỡng đời sống đức tin của các giáo dân Việt Nam và làm cho đức tin ấy sống động. Trong tông huấn niềm vui tin mừng các số từ 122 đến 126, Đức Thanh Cha Francisco đã diễn tả về sức mạnh truyền giáo của lòng đạo đức bình dân. Dưới ánh sáng của tông huấn này, chúng ta nhìn các kinh với các mục tiêu. Các kinh thể hiện lòng đạo đức bình dân là cơ sở thần học của công cuộc tân phúc âm hóa. Các kinh thể hiện lòng đạo đức bình dân là tiến trình hội nhập văn hóa. Và các kinh thể hiện lòng đạo đức bình dân là sức mạnh của việc truyền giáo cụ thể số 126 tóm gọn về sức mạnh truyền giáo của lòng đạo bình dân, rằng lòng đạo đức bình dân như là kết quả của tin mừng hội nhập văn hóa và sức mạnh của phúc âm hóa tích cực mà chúng ta không được coi nhẹ. Nếu không, chúng ta sẽ không thể nhận ra tác động của Chúa Thánh Thần. Việc hiểu ý nghĩa các kinh và gieo vào đó tâm tình cầu nguyện giúp cho mỗi người khi tôi hữu chúng ta đã được các mục tiêu mà tông huấn niềm vui tin mừng đã nêu trên. Việc hiểu ý nghĩa các kinh và gieo vào đó tâm tình cầu nguyện giúp cho từng người khi tô hữu chúng ta thể hiện bốn chiều kích nguồn mạch của đời sống đó là tin cử hành cầu nguyện và sống được vững vàng việc hiểu ý nghĩa các kinh còn giúp chúng ta hiểu sâu giáo lý đức tin và dùng các kinh để loan báo tin mừng chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm trong phần giải nghĩa về kinh truyền tin lời kinh truyền tin nhắc nhớ việc nhập thể của con thiên chúa giúp chúng ta cảm nghiệm sâu xa việc thiên chúa hiện diện giữa chúng ta ngay lúc ấy, ngôi thứ hai xuống thế làm người và ở cùng chúng con. Kết thúc lời kinh là sự nhắc nhở về sự chết và phục sinh của Đức Kitô. Thì xin vì công ơn con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá cho chúng con ngày sau khi được sống lại được đến nơi vinh hiển cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Chúng ta dừng lại một công việc ba lần mỗi ngày để tuyên xưng Thiên Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta cho đến ngày tận thế bằng kinh truyền tin. Chúng ta cảm nghiệm màu nhiệm ấy mang vẻ đẹp vĩnh cửu. Nếu như trước đây, Eva đã bắt tuân phục lời Thiên Chúa, khiến cho sự thánh thiện nguyên thủy bị phá vỡ, con người phải đau khổ vì xa cách Thiên Chúa và phải chết. Sợi dây, ân phúc giữa Thiên Chúa với con người như bị cắt đứt. Thì nay, nhờ trinh nữ Maria thưa xin vâng trong ngày Đức Chúa Trời sai thiên thần truyền tin, sự dây ấy đã được nối lại để chuyển trao ơn cứu độ và sự sống đời đời cho muôn người bước đi với mẹ trên con đường đức tin, nó gương mẹ sống tín thác vào tình thương cùng sự quan phòng của Thiên Chúa. Chắc hẳn chúng ta sẽ có những kinh nghiệm rất riêng bên Chúa để cùng biết cộng tác vào công trình cứu chuộc như mẹ. Nếu chúng ta sẵn sàng thưa tiếng xin vâng trước mọi biến cố, vui, thương, mừng, sáng của cuộc đời, thì Thiên Chúa có thể sống đời của người trong đời sống của chúng ta. Hãy mở lòng ra để nhận lời hàng sống qua những dấu chỉ trung gian Chúa gửi đến. Nhờ đó, ơn cứu độ sẽ tuôn trào tràn ngay từ những giây phút hiện tại, vì lúc này ta đang dạt dào nguồn sống, nguồn an ủi, nguồn hy vọng mà sẽ chia cho người khác. Trong tập 2 này, tác giả tiếp tục giải nghĩa khoảng 40 kinh đọc thường ngày, kinh đọc ngày lễ Chúa Nhật và lễ trọng, kinh cầu và kinh đọc trong các dịp đặc biệt. Thưa quý thính giả, tác phẩm Lời kinh và ý nghĩa tập 2, dày 298 trang trên khổ giấy 13.5-20.5cm. Công trình nhỏ bé này ước mong tiếp nối sứ vụ truyền giáo của giáo hội Việt Nam mà các bậc tiền bối đã gây dựng hơn 400 năm qua. Xin gửi đến quý thính giả tập sách nhỏ với ước muốn đem một làn gió mới trong việc cầu nguyện và loan báo tin mừng qua các kinh đọc truyền thống đã có từ hàng trăm năm qua. Ước mong sao, chúng ta hăng hái can đảm lên đường truyền giáo trong môi trường sống. Cụ thể, qua những hoạt động thể hiện lòng đạo bình dân như khi chúng ta đọc kinh trong gia đình, trong khu xóm, trong nhóm nhỏ hay ngay cả khi chúng ta một mình âm thầm trong những góc sáng tối của cuộc đời. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn vân vân không biết liệu tác phẩm Lời kinh và ý nghĩa tập 2 có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng họ có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại